đây. Hôm nay ngày 9 sáng chủ nhật là mình sẽ khai quang cảnh á ha. Bờ biển bãi biển Thương Chánh, bãi biển dưới nha. Bãi biển Thương Chánh thành phố Phan Thiết nè. Đây là bãi dưới. Nãy mình quay là quay bãi trên. Các bạn có thấy được không? Nắng hơi ấy đó. Nắng hơi lóe mà không biết các bạn có thấy rõ hay không. Phía dưới là cái kè. Bãi biển này nó đông hơn bãi trên. Là như sao bãi biển này á ha, là xe ra vô là tự do chứ không phải gửi xe. Còn bãi trên á, bãi Thương Chánh trên á thì phải gửi xe có vào vị trí, cho nên là nó ít hơn. Bạn nhìn thấy không? Thấy rõ không? Quay cho xem nè. Dãy dài của bãi biển Thương Chánh thành phố Phan Thiết. Bạn xem nha. Đó. Rồi ha, xem mà nếu thích thì bấm like cho mình nhé. Bây giờ mình xuống dưới kia mình quay cho các bạn xem một cái quang cảnh khác ở tại thành phố Phan Thiết nhé. Đây là bãi biển Thương Chánh 2 của thành phố Phan Thiết. Bây giờ mình kết thúc video ngay tại đây nha.